Xin chào toàn thể quý anh chị. Trong video ngày hôm nay sẽ tiếp tục gửi đến cho nhà mình tham khảo một căn nhà phố cực kỳ đặc biệt luôn quý chị ơi. Ba mặt tiền đường anh chị nha, và nằm ngay đây là khu vực phường Bình Chuẩn của thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương. Và một căn nhà phải nói là cực kỳ đẹp luôn quý chị, nhà ba mặt tiền độc đáo nha quý chị, độc đáo đẳng cấp sang trọng luôn quý chị ơi. Một trệt hai tầng lầu, có sân xe hơi và bốn căn phòng ngủ anh chị nha. Có tặng kèm cho chúng ta một số nội thất ba mặt tiền, và mặt tiếp của chúng ta là sẽ ở bên này là quý vị nhá. Bên bên kia sẽ là khu vực gara ô tô. Ngay đây là phường Bình Chuẩn của thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, và vị trí này thì gần với ngã tư Bình Chuẩn và gần với khu vực ngã tư Mỹ Ông Phụ anh chị nhá. Nhà này thì có hướng là lật tay về phía bên này, nên là này. Hôm nay em qua buổi sáng thì mặt tiền này nó hơi tối một xíu nha quý vị. Đó. Và ngay đây là khu dân cư Lê Phong Bình Chuẩn 1 nha quý vị ơi. Quý chị nào mà ở gần khu vực ngã tư Bình Chuẩn thì có thể tham khảo thêm căn nhà này nhé. Nhà này thì nó thật ra nó có ba hướng luôn quý vị, nó có ba cái mặt tiền. Đó, nếu mà mặt chính á thì nó quay về hướng chính nam. Mặt phủ bên này quay về hướng chính tây, và cái mặt bên kia thì hướng chính đông anh chị nhá. Đấy, có ba mặt tiền, và mặt chính này thì quay về hướng tây này quý chị. Còn cái mặt gara ô tô bên kia thì lại quay đi ra là nó là hướng chính nam nhá. Nó đường xá rộng rãi thông thoáng anh chị ơi, cực kỳ độc đáo trong khu dân cư này nhá. Không có căn thứ hai đâu quý vị. Đường xá rộng rãi này, điện âm được máy vỉa hè cây xanh đầy đủ hết. Và hôm nay cũng có thể là nó là cực kỳ đẹp, cực kỳ đẳng cấp luôn đó quý vị. Bộ cửa này là bộ cửa phải gọi là được thiết kế theo hướng hoa văn chống đồng đông sơn nha quý vị. Khá là đẹp. Cộng với đó là cái gọi là linh vật các quý vị, linh vật có rồng, có rùa nha quý vị, long lân quy phụng và thứ hình nha quý vị ạ, quá đẹp. Và thiết kế ra những bông hoa sen, bông hoa mai này là quý vị, và luôn là ra ô tô nha quý vị, đủ để cho chúng ta đậu xe vào trong nhà. Bên này thì có một cái hòn Nam Bộ thiệu cảnh mà chúng ta về đây có thể là làm một cách coi đây là người cái gì để ý nhá. Đây là hàng xóm nhà mình là quý vị, ở rất là đông, khu này thì hiện tại ở rất là đông rồi quý vị ơi, ở rất là đông nhá. Mà quý vị thì cùng xem nhiều mà cái khả nào thì sẽ căn nhà này chuyên mỗi xã đang được giao bán thì hấp dẫn quý vị ơi, 5 tỷ rưỡi nha, 5 tỷ rưỡi cho căn nhà này, còn thương lượng còn nói chuyện thoải mái thì nhá. Đó, mua bán sang tên cầm chứng ngay này. Và đây là khu vực không gian tầng 1, nơi mà có gara ô tô, và đây là khu vực phòng khách, bếp và một nhà vệ sinh nha quý vị. Căn nhà này thì sẽ có tặng kèm một số nội thất cơ bản cho chúng ta. Đấy, đầu tiên là tặng kèm một bộ ghế sofa nha quý vị. Phía trên thì được gia chủ thiết kế theo hướng tân cổ điển nha quý vị, kết hợp những cái phao chỉ đèn chung và những cái vật mà gọi là chát vàng này quý vị, khá là đẹp nhá, độc đáo cực kỳ sắc nét luôn. Bên này thì được gia chủ để cho cái tấm nhựa PVC giả vân đá mà phối những cái bức ảnh 3D vào nha quý vị, giúp cho cái căn phòng nhà mình nó trở nên sống động hơn. Còn bên này sẽ là khu vực cửa kính giúp cho căn nhà mình thông thoáng hơn này, và có thể lấy gió lấy sáng vào bên trong căn phòng nhà quý vị. Căn nhà ba mặt tiền quá tuyệt vời. Ngăn cách giữa hai khu vực phòng khách và phòng bếp sẽ là khu vực cầu thang, được gia chủ thiết kế theo hướng tay nắm gỗ nha quý vị, chân trụ gỗ tiền CNC và kính cường lực rất là đẹp, rất là lực luôn thấy chưa, nhìn cầu thang này rất là lực nhá, quá đẹp luôn. Đó, mặt đá hoặc cương này tôi lên một khu vực tầng trên, và đây sẽ là khoảng không gian phòng bếp và không cái hệ thống đặt dưới chân cầu thang nha quý vị, rất là đẹp, rất là phù hợp với gia đình mình. Ở đây để các cái vật dụng trưng bày, không gian tủ bếp thì đầy đủ cho mình đủ trên đủ dưới nha, đá hoa cương ở phía sơn lớp tường này. Đây là cái khu vực mỏ tủ lạnh nha quý vị, là rất là rộng rãi thông thoáng, cửa sổ rất là nhiều, khu vực nhà ba mặt tiền nên là cửa sổ rất là nhiều quý vị ơi. Và cuối cùng sẽ là khu vực nhà vệ sinh, đó, tặng kèm cho chúng ta thêm một bộ bàn ăn 6 ghế nha quý vị, một căn nhà phải nói là cực kỳ đẳng cấp, 5 tỷ rưỡi thôi quý vị, nhà ba mặt tiền, khu vực không gian xe hơi nha quý vị, đầu em đã có quay rồi nhá, rộng rãi thông thoáng. Em sẽ nhắc lại căn nhà này thì ngay tại phường Bình Chuẩn của thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, gần với các khu vực như là ngã tư Bình Chuẩn này, Giáo sư Bạc Trà,
Ủy ban nhân dân phường Bình Chuẩn thì bán kính lăn quanh đâu đó khoảng tầm 5 đến 600 mét thôi quý vị nhá. Đó, còn ra ngã tư Mỹ Long Cừ thì khoảng tầm 2 km rưỡi. Về vòng xoay An Phú thì khoảng tầm là 5 km thôi quý vị. À, ngay khu công nghiệp VC1 đó. Đây phía trước này có một cái ban công khá là rộng rãi quý vị nhá. Xung quanh này thì hàng xóm đã về đây ở rất là đông. Đó chị đó. Xóm ở cực kỳ đông luôn. Nhà mình cực kỳ thoáng mát, cực kỳ rộng rãi luôn quý chị ơi. Và đây là khu vực không gian tầng 1 ở phía trên sẽ cho chúng ta hai căn phòng ngủ, hai nhà vệ sinh khép kín ở bên trong quý chị nhé. Đây khu vực không gian phòng ngủ số 1 ở phía sau này có tặng kèm cho chúng ta một giường này, tủ quần áo này, có sẵn cả tủ trang điểm này, đây là kệ tủ tivi này, cửa sổ cho mình lấy gió lấy ánh sáng ở nhà này. Khu vực nhà vệ sinh nhà quý chị cũng đầy đủ hết nhá, có luôn cả cửa sổ này, đó cực kỳ rộng rãi quý chị ơi. Có sẵn cả ống đồng và máy lạnh được quý chị ơi. Rồi phòng ngủ số 2 thì ở phía trước nha quý chị. Phòng này cũng rất là nhiều cửa sổ luôn. Đó, nhà vệ sinh này, khép kín bên trong cũng có tặng cho chúng ta một cái giường này, bàn trang điểm nha quý chị, cũng như là kệ tủ tivi, cửa này, một cửa này, hai này, ba này, có ba cái hệ cửa cực kỳ là thông thoáng luôn. Và đây bên này thì có luôn cả cái hệ tủ quần áo đẹp nha quý chị. Nhà phải nói là cực kỳ đẳng cấp luôn, nhà ba mặt tiền đẳng cấp xịn sò. Đó, anh chị nào mà thấy ưng ý cái mẫu nhà này á thì cứ alo cho em đi xem rồi mình đưa ra cái quyết định. Nói trong khu này thì dân ở rất là đông quý chị ạ, và rất là thuận tiện cho các quý chị đang sinh sống và công tác công an việc làm tại khu vực này nhá, ngay tại phường Bình Chuẩn ở thành phố Hồ Chí Minh về đây ở cũng rất là thuận tiện quý chị ơi. Rồi khu vực tầng 2 ở dân trung sẽ đưa lên cho chúng ta thêm một căn phòng ngủ, và phía trước này em đang quay á là phòng thờ anh chị nhá. Nếu quý anh chị mà không sử dụng phòng thờ thì có thể chuyển đổi công năng làm thêm một căn phòng ngủ nữa. Và ngoài này thì có ban công rất là rộng rãi thông thoáng quý chị ạ. Đó, vậy thấy không? Hàng xóm ở cực kỳ đông, san sát nhau này thưa quý vị. Đó, vậy thấy không? Rất là tuyệt vời nha. Di chuyển ở đây là ra được đường Lý Tự Trọng ra ngã tư Bình Chuẩn nha quý chị. Bán kính 500 mét thôi. Đó, hàng xóm về ở rất là đông được quý chị. Nhà này thì phải nói là cực kỳ ok. Rồi, bên này sẽ xem có một căn phòng ngủ là quý vị. Tương đối rộng rãi nha, gia đình mình có từ 4 đến 6 thành viên thì về để ở rất là rộng rãi luôn. Ở khu vực nhà vệ sinh sử dụng chung rất là rộng rãi quý chị. Đó, anh chị có thấy phù hợp căn nhà này thì alo cho em sẽ dẫn đi xem. Ngoài ra nếu mà anh chị xem cái khu này mà ưng ý cái khu dân cư này á, đó thì cần mua đất em cũng đang có một cái video em đang quay vừa rồi mới quay thì là 1.6 tỷ nha, lô đó đang có một giá cực kỳ rẻ. Hoặc có một lô nữa là 1.8 tỷ rồi 850, và có một lô đường trục chính á, là 4 x 17 là 1.9 tỷ nha quý chị. Lô đó phải nói là cực kỳ giá tốt luôn, em cũng đã có ghi hình thôi. Thì quý chị mà có theo dõi đăng ký kênh của em á thì cứ lục lại cái video là đất Lê Phong Bình Chuẩn á, là nó sẽ có cái lời video đó nha. Đó, nói chung là trong này em còn nhà này, ví dụ anh chị thích những cái mẫu nhà phố mà ngang 4 này này, em cũng đang có một số căn ở mặt tiền trục chính đó luôn. Đó, trục chính đó thì em có là 3.450 tỷ, 3.6 tỷ cũng có nha quý chị. Đó là đường trục chính đó, là có những căn nhà như vậy. Còn trên cái đường này còn lại đây này có một lô này, một lô là 1.850 tỷ nha quý chị, ngay đầu chỗ cái hướng tay em chỉ mà ngay cái thùng rác xe xăng đó quý chị. Đó một lô, có nhưng mà bỏ cái bờ tường của căn nhà này ra một lô này là một lô. Rồi bên hướng này luôn, bên hướng này đang có một căn nhà là đang rao 3.5 tỷ mà giá nào cũng bán ngộp, căn đó ngộp, anh chị mà thích đi coi luôn nha. Đó, mẫu nhà ngang 4 là ngộp nha quý chị. Đó, mẫu nhà nó sẽ na ná như vậy nha quý chị ạ. Mặt tiền đều na ná như nhau. Hoặc là anh chị về đây mà mua đất xây thì có thể thay đổi mặt tiền, nhưng mà công năng thiết kế xây dựng là phải 1/2 lầu nha quý chị, bắt buộc xây dựng đồng bộ. Còn cái mặt tiền có thể xây dựng khác được. Đó, thì anh chị mà thấy phù hợp thì alo cho em nha, em sẽ dẫn quý anh chị đi xem và đưa ra được những quyết định mà phải là nói chung là phù hợp và đúng đắn nhất theo tiêu chí của gia đình mình. Còn video ngày hôm nay sẽ tập trung vào căn nhà này, căn nhà ba mặt tiền đó quý chị, và nó là độc đáo số 1 ngay tại khu vực này. Ít lắm, nói chung trong khu dân cư mà để thiết kế ra những cái căn nhà như vậy thì nó cũng sẽ có một căn như vậy thôi, 1 đến 2 lô đó để mà xây dựng những cái mẫu này thôi quý vị, còn lại thì gần như không có đâu. Hầu như người ta phân bố là góc hay là tiền hay gì đó thôi, vô tình nó vô những cái gì là thế, như vậy thì người ta mới xây dựng như vậy đó quý vị. Đây em quay lại một lần cho quý vị cùng tham khảo nha, từ trên xuống dưới, từ A tới Z, để cho mình mà cảm thấy phù hợp thì cứ tham khảo và hẹn em đi xem. Em sẽ hẹn anh chị ra ngay ngã tư Bình Chuẩn nha. Đó, cứ kết nối Zalo, kết nối bạn bè với em thì em ghi cái vị trí nha, rồi quý anh chị đi xem cho nó cụ thể hơn. Đây, căn nhà phải nói là cực kỳ đẳng cấp luôn quý anh chị ơi. Đó, đẹp, sang trọng, về đây ở phải nói là
quá tuyệt vời. Mình về đây mình có thể là decor lại, thiết kế lại thêm một xíu về các cái nội thất, nếu mà mình không ưng ý thì mình decor lại thôi. Đó, hiểu rồi nha. Để học bác có gì 5,5 tỷ, mức giá phải nói là cực kỳ hấp dẫn luôn. Căn này lúc trước chào rất là cao, như 7,5 tỷ 8 tỷ gì á, bây giờ ngợp quá rồi nên là cứ giảm giá thôi. Đây đây, cái video mà em có giới thiệu đồ này này, đi lại cái hướng này có một cái lô đất nằm phía bên này nha quý vị, là 1,6 ngang 4 dài 16. Đó, còn hôm nay là gửi đến cho quý vị tham khảo. Ở nhà này ba mặt tiền nha quý vị ơi, đó là cực kỳ đẹp, xem nha, xem mà tham khảo và chiêm ngưỡng em nó. Đây, ba mặt tiền, mặt tiền bên này là hướng đông này, đó, mặt tiền bên này là hướng nam, còn đầu kia là hướng tây, đó, là biệt phủ bên này nha, quá đẹp. Rồi, quý anh chị mà thấy phù hợp, alo cho em theo số điện thoại em có được trên góc bên. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, yêu thương cho em một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký để em ra được nhiều video hơn nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.